Xin chào các bạn đang đến với bản tin Mac Daily ngày 5 tháng 1 năm 2017. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện về những chiếc điện thoại Nokia mới được giới thiệu trong năm nay. Hãy cùng đồng hành với Hà Thu trong 5 phút của bản tin Mac Daily ngày hôm nay nhé! Nếu như cách đây vài tuần chúng ta mới chỉ biết đến khoảng 4 đến 5 mẫu điện thoại Nokia được HMD giới thiệu trong năm nay, thì cho đến thời điểm hiện tại, công ty Phần Lan đã quyết định nâng số lượng máy lên cao hơn hẳn. Cụ thể là theo một slide thuyết trình vừa được hé lộ từ một đối tác phân phối của HMD tại Malaysia đã cho biết, từ giờ cho đến cuối năm 2017, HMD sẽ ra mắt thị trường tới 7 mẫu điện thoại Nokia khác nhau, tức là cao hơn 2 mẫu so với những kế hoạch trước đây của công ty. Bên cạnh đó thì thay vì việc tập trung vào phân khúc điện thoại thông minh tầm thấp và trung cấp thì HMD Global cũng quyết định mang đến cho thị trường các mẫu điện thoại flagship cao cấp dưới tên là Nokia. Điều này đã được hé lộ một phần thông qua bản thử nghiệm Nokia P được tiết lộ cách đây không lâu với thông số kỹ thuật rất khủng như là vi xử lý Snapdragon 835 này, RAM 6GB cùng với cả camera tích hợp thấu kính Kazai danh tiếng. Tuy nhiên sẽ còn khá lâu chúng ta mới được thấy các thiết bị cao cấp này bởi vì trong 2 quý đầu năm nay thì HMD sẽ chỉ tập trung vào phân khúc smartphone tầm trung và tầm thấp mà thôi, với 2 chiếc điện thoại mở màn là Nokia D1C và Nokia E1. Dự kiến là các thiết bị này sẽ được giới thiệu chính thức tại sự kiện MWC 2017 vào ngày 27 tháng 2 tới. Trong một bản tin Mac Daily cách đây 2 tháng thì Mac Channel đã giới thiệu đến các bạn một danh sách điện thoại mới của HTC dự kiến sẽ được giới thiệu vào cuối tháng này với một thiết bị đặc biệt mang tên là HTC One X10, được cho là kẻ kế nhiệm của chiếc HTC One X9 đã ra mắt vào năm ngoái. Hiện tại thì Ivan Plus với tài khoản Twitter nổi tiếng là Itlik đã vừa tiết lộ hình ảnh cũng như là một số thông tin chính thức của cấu hình thiết bị này. Theo đó thì chiếc điện thoại này sẽ được tích hợp con chip MediaTek Helio P10 với 8x1.9GHz, màn hình là 5.5 inch Full HD, camera chính là 16MP cùng camera trước là 8MP, thiết bị được lắp một thanh RAM 3GB. Nếu mà tin đồn trở thành sự thật thì chiếc HTC One X10 sẽ thực sự trở thành một nỗi thất vọng và không xứng đáng với một bản nâng cấp, bởi vì những thông số kỹ thuật này thì cũng không những là không mạnh hơn mà nó còn có phần thụt lùi so với người tiền nhiệm là One X9 của nó. Đơn giản là vì One X9 đã được trang bị con chip Helio X10 chắc chắn là mạnh hơn so với chiếc HTC One X10 mới này. Bên cạnh đó thì thiết kế của One X10 cũng gây nhàm chán bởi vì không tạo nên sự khác biệt đáng kể nào so với mặt bằng chung của điện thoại bây giờ, thậm chí là nó còn trông na ná giống một chiếc Xiaomi Redmi Note 3, có vẻ như là giá thì rẻ hơn nhiều. Nhưng mà nói cho công bằng thì chiếc HTC One X10 vẫn mang đến một số cải tiến so với người tiền nhiệm, như là camera được nâng cấp này, tích hợp đầu đọc vân tay cùng với cả các logo HTC gây chướng mắt ở mặt trước đã bị loại bỏ. Dự kiến là HTC One X10 sẽ được bán ra chính thức trước khi kết thúc mùa xuân năm nay, nhưng mà có lẽ là sẽ không nhiều người lựa chọn chiếc điện thoại này. Trong khuôn khổ hội chợ CES 2017 đang diễn ra, tại sự kiện báo chí riêng của mình thì Samsung đã kịp khoe rằng hãng đã bán được khoảng hơn 5 triệu thiết bị thực tế ảo Gear VR cho đến thời điểm hiện tại. Điều này được xác nhận bởi giám đốc điều hành chi nhánh Samsung Electronics tại Bắc Mỹ, ông Tim Pastor. Đặc biệt là Samsung lần này cũng giới thiệu phiên bản Gear VR đầu tiên vào tháng 12 năm 2014. Khi đó thì chiếc kính này mới chỉ tương thích với chiếc Samsung Galaxy Note 4 mà thôi. Phải đến một năm sau, Samsung mới phát hành một phiên bản cập nhật phần mềm để có thể giúp cho Gear VR tương thích với nhiều loại flagship của họ. Bên cạnh đó thì phiên bản Gear VR thứ 2 cũng được phát hành vào tháng 8 năm ngoái, cùng với cả chiếc Galaxy Note 7 xấu số cũng đã nhận được những đánh giá tích cực từ người tiêu dùng. Dù rằng thực sự thì chiếc kính mới này cũng có khá ít đất dụng võ khi mà rõ ràng là cổng sử dụng USB Type-C, trong khi ngoài chiếc Note 7 thì đã bị khai tử, chưa có chiếc flagship Samsung nào sử dụng cổng kết nối này. Dĩ nhiên là ai muốn xài thì phải lắp thêm một cái adapter chuyển đổi mà thôi. Bên cạnh các mặt hàng điện tử tiêu dùng khác nhau thì CES 2017 cũng là nơi để các nhà sản xuất điện thoại giới thiệu thiết bị mới của họ. Công ty ZTE của Trung Quốc mới đây đã giới thiệu hai điện thoại mới mang tên là Blade V8 Pro và Hawkeye. Trong khi chiếc Blade V8 Pro là thiết bị di động đầu tiên thuộc dòng Flagship tầm trung Blade mà ZTE mang đến Mỹ, thì chiếc Hawkeye lại khá thú vị bởi đây là một thiết bị được ZTE mang đến để có thể kêu gọi sản xuất từ cộng đồng. Xét về cấu hình thì chiếc Blade V8 Pro được trang bị cụm camera kép 13MP ở mặt lưng, hỗ trợ quay video 4K và chụp ảnh xóa phông, cảm biến vân tay, màn hình cong 2.5D rộng 5.5 inch, độ phân giải là Full HD, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB cùng khay SIM kép dạng lai tích hợp thẻ nhớ microSD.
Trong khi đó thì chiếc ZTE Hawkeye lại không được công bố cụ thể về cấu hình, chỉ biết rằng thiết bị này là một phablet tầm thấp, có màn hình là 5.5 inch cùng với một đầu đọc vân tay. Cùng với đó là một tính năng theo dõi chuyển động mắt khá thú vị được tích hợp camera trước, có lẽ là sẽ phù hợp với cả người tiêu dùng. Giá bán chính thức của hai thiết bị này cũng không được công bố cụ thể. Tuy nhiên thì người dùng có thể sẽ đặt hàng trước chiếc ZTE Hawkeye trên Kickstarter với giá chỉ từ 199 đô la, tức là hơn khoảng 4 triệu đồng. Do đó thì nhiều khả năng là mức giá khi mà bán ra của thiết bị này cũng tương tự như vậy. Vừa rồi là những thông tin công nghệ nổi bật trong ngày 5 tháng 1 năm 2017. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Hà Thu trong bản tin Mac Daily ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh Mac Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.